Gấm Kami, thánh nữ Bija nổi đình nổi đám trên top top. Đi thi đấu liền hiện nguyên hình, cơ thủ top đầu nhận về thất bại 7-0. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Chọc bi tạch liên tục nhưng gấm Kami vẫn có cúp để sống ảo. Cư dân mạng đồng loạt mỉa mai, còn fan quay lưng như chưa từng quen biết. Chiếm spotlight mạng xã hội đầu tuần này là cái tên gấm Kami, thánh nữ Bija nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng chọc Bija cực đỉnh. Nhưng có vẻ như gấm Kami chỉ chơi Bija giỏi trên top top, còn ngoài đời, khi đi thi đấu thật thì lạ lắm. Cụ thể, mạng xã hội gần đây chia sẻ lại loạt clip ghi lại hình ảnh của gấm Kami đi thi đấu giải Bija. Nghe tin thánh nữ Bija đi thi đấu, người hâm mộ của cô nàng đều đứng ngồi không yên, cổ vũ dần dần cho idol. Tưởng đâu gấm Kami sẽ được dịp khoe tài năng, nào ngờ cô nàng đến cú chọc phá bi cũng không đánh nổi, khiến dân mạng cười chê. Đối đầu với một nữ cơ thủ, gấm Kami cho thấy sự bình tĩnh, tự tin của bản thân. Idol top top của bao người đã chơi hết set thứ 6 và màn hình hiển thị kết quả 6, không nghiêng về đối thủ. Nghe đâu chung cuộc, gấm Kami nhận thất bại 7-0. Cũng phải thôi, vì ngay màn phá bi mà gấm Kami còn không nên hồn, thì làm sao mà đấu lại người ta được. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bay vào mỉa mai gấm Kami, đồng thời cho rằng cô bớt sống ảo, làm màu bằng những màn chơi Bija thần sầu trên top top. Trong khi đó, người hâm mộ của gấm Kami chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, bên bênh vực, bên thì coi như chưa từng quen biết. Một điều khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc, đó là dù gấm Kami có màn thể hiện ý ẹ tại giải đấu, nhưng sau cùng cô vẫn có hình ảnh sống ảo bên chiếc cúp. Nhiều người cho rằng đó là do gấm Kami mượn để chụp hình, số khác vẫn không ngừng tò mò xem chiếc cúp này là như thế nào. Thực tế, việc cư dân mạng thất vọng với gấm Kami cũng là dễ hiểu, bởi trước đây, cô nàng đã rất nổi tiếng với khả năng chơi Bija cực đỉnh của mình. Không ít video thể hiện tài thuật Bija của gấm, còn cho rằng với trình độ của cô thì sánh ngang với các tuyển thủ. Nào ngờ đâu khi gấm Kami đi thi thật thì đúng là ối giời ơi. Nổi lên từ những năm 2021, sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, lại có profile cực ổn khi tốt nghiệp trường luật và đam mê chơi Bija, gấm Kami nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Kênh top top của gấm Kami thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô chơi Bija, kèm theo đó là những lời khen ngợi suýt xoa từ mọi người. Được biết, đến thời điểm hiện tại, top top của gấm Kami đã có được 9,8 triệu người theo dõi và hơn 190 triệu lượt thích. Nữ cơ thủ nổi đình nổi đám trên top top từng có rất nhiều video viral trên mạng xã hội, thậm chí là lọt top thịnh hành thế giới. Trong những clip về Bija của gấm Kami, dễ dàng nhận thấy cô nàng có kỹ năng rất tốt, đồng thời sở hữu nhiều đường cơ đẹp mắt. Nội dung của các video rất phong phú, từ việc bất kỳ vật gì khác thay cho cây cơ để đánh Bija, cho đến các màn thách đấu và bị thách đấu từ người lạ. Thậm chí để chiều lòng khán giả, gấm Kami còn chấp nhận những thử thách khó nhằn từ phía người xem như ba cơ dọn bàn 15 bi, tháo đầu gậy dọn bàn. Tất cả những thử thách đó đều được gấm Kami xử lý gọn gàng, làm ai nấy đều phải trầm trồ. Chỉ tiếc một điều đó là trên video top top, còn khi thi đấu thật, gấm Kami lại có đường cơ ngây ngô đến khó tin. Vậy nên, việc bị cư dân mạng phản ứng là điều dễ hiểu.